Kinh văn Nữ giới. Tác giả là Tào Đại Gia, âm là Thái Cô, họ Ban, tên Chiêu, là hiền thê của Tào Thế Thúc thời nhà Hán, là con gái của Ban Bưu. Thế Thúc qua đời sớm, Tào Đại Gia ở vậy thủ tiết, dạy con là Tào Cốc thành người. Anh trai lớn của bà là Ban Cố, viết tác phẩm Tiền Hán Thư, chưa hoàn thành xong thì đã qua đời. Vua Hán Hòa Đế biết bà là người có tài nghệ, học vấn, nên đã bảo bà hoàn thành tiếp bộ sách này. Người anh thứ hai của bà là Ban Siêu, từng trấn thủ nhiều năm ở Tây Vực, muốn cáo lão về nhà, nhưng Hán Đế không cho phép. Ban Chiêu đã viết một bản tấu chương khẩn cầu Hán Đế cho anh của bà được trở về nhà. Đặng Thái Hậu của triều Hán rất coi trọng bà, ra ý chỉ mời bà vào cung làm vị nữ sư, ban tặng cho bà danh xưng là Đại Gia. Hoàng hậu và các quý nhân của triều Hán đều xem bà là thầy mà phụng sự. Tác phẩm Nữ giới gồm có 7 chương là do bà viết. Lời mở đầu sách của Tào Đại Gia, Ban Chiêu. Tại hạ Ban Chiêu kém hèn, chẳng tường xử lý, bẩm sinh lại không thông minh, cũng chẳng có tài cán. Nhờ ân đức của tiên phụ che chở, được nhậm chức nữ sư dạy học. Năm 14 tuổi, được gả vào nhà họ Tào, đến nay đã hơn 40 năm. Trong 40 năm qua, tôi thường nơm nớp lo âu, hết lòng cẩn thận, sợ mình đức hạnh kém khuyết, bị đuổi ra khỏi Tào gia, làm mất thể diện của cha mẹ, liên lụy tới cả họ hàng. Thế nên tôi từ sáng đến tối, không giờ khắc nào mà không cần mẫn, lao tâm, lao lực. Tuy làm việc vất vả nhưng không dám oán than. Hiện giờ tôi tuổi tác đã cao, con cái cũng đã trưởng thành, nỗi vất vả lo toan đã vơi đi bớt. Tính tôi sao nhãn, đối với việc bảo ban con cái chẳng giữ được hằng tâm, thường sợ Tào Cốc, con trai của Ban Chiêu, không biết được đạo lý làm quan, cô phụ sự thanh minh thịnh trị của triều đình. Nào ngờ được Thánh Đế gia ân phong cho chức quan, vinh dự được thắt dây đai màu tía. Ân sủng này tôi quả thật không dám nghĩ tới. Giờ đây con trai đã trưởng thành, có thể tận trung trong chức vụ với triều đình, tâm tôi không còn lo lắng vì nó nữa. Nhưng đối với các nữ nhân nhà họ Tào, tôi không thể không lo âu. Các cô đều đã đến tuổi gả chồng, nếu như không từ từ mà bảo ban, các cô sẽ không biết lễ nghi bổn phận của người làm vợ, sợ rằng khi gả qua nhà chồng sẽ bị mất thể diện, lại còn liên lụy đến tông tộc họ hàng, phải mang tiếng xấu. Bệnh của tôi hiện nay đã nặng, việc sống chết chưa biết khi nào. Nghĩ đến những nữ nhân họ Tào chưa hiểu sành về lễ, tôi thật sự chưa thể yên tâm. Những lúc nhàn rỗi, tôi có viết bộ sách Nữ giới gồm 7 chương. Mỗi người nữ nhà họ Tào hãy sao chép ra một lần, sẽ có ích cho việc bồi dưỡng đức hạnh của các cô vậy. Khi các cô được gả đi rồi, hãy nhớ luôn khích lệ lẫn nhau, y theo sách Nữ giới này mà làm. Chương 1. Ti nhược. Người xưa sau khi sanh hạ con gái 3 ngày, đặt con ngủ ở dưới giường, lấy con thoi dệt vải bằng đất nung cho con làm đồ chơi. Sau đó tắm gội trai giới, đến từ đường tác mạch với tổ tiên về việc hạ sanh trẻ gái. Để bé gái ngủ ở dưới giường, thể hiện rằng phụ nữ phải biết khiêm hạ, đối xử với người khiêm hòa, nhẫn nhường, để cho bé gái dùng con thoi dệt vải làm đồ chơi. Vì bé gái đó sau này sẽ là người giữ việc canh cưỡi, làm những việc lao tác trong gia đình, giữ đạo cần kiệm.
vì sao phải cáo trình với tổ tiên. Vào thời xưa, chức phận của phụ nữ là bếp núc, phải chuẩn bị rượu và thức ăn tươm tất, sạch sẽ, giúp chồng lo việc tế tự tổ tiên. Ba điều trên là thường đạo của phụ nữ, là cái gốc để lập thân của người nữ, cũng là lời dạy kinh điển từ xưa đến nay về mặt lễ nghi phép tắc. Làm phụ nữ thì phải khiêm hạ, nhẫn nhường đối với người cung kính. Khi gặp việc tốt thì luôn nhường người lên trước, mình lui lại phía sau. Dù bản thân làm điều tốt cũng không được khoe khoang, tự mãn. Còn làm việc sai thì không được thoái thác trách nhiệm. Hàm dưỡng đức nhẫn nhục, không tranh biện với người, thường giữ tâm kính sợ, dè dặt, cẩn thận. Nếu có thể thực hành không mỏi những việc trên thì đã tận đạo nghĩa ti nhược, khiêm nhường rồi vậy. Phụ nữ nên thức khuya, dậy sớm, không vì sự vất vả ngày đêm mà có tâm sợ khó. Tự tay chăm sóc, lo liệu việc nhà, dù là việc hệ trọng hay giản đơn, cũng đều kiên nhẫn xử lý từ đầu đến cuối. Cẩn thận thâu vén, sắp xếp mọi việc cho được chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có thể thực hành không mỏi, tức đã tận được đạo chuyên cần rồi vậy. Phụ nữ phải có cử chỉ đoan trang, phẩm hạnh đoan chánh, phụng sự chồng mình, u nhàn trinh tịnh, giữ cho bản thân được thanh tịnh, biết tự trọng, không ăn nói lung tung, cười đùa cợt nhã, sắm sửa rượu và thức ăn thanh khiết, cùng chồng cúng tế tổ tiên. Nếu có thể thực hành không mỏi điều trên, tức đã tận đạo nghĩa kế thừa việc tế tự rồi vậy. Phụ nữ nếu như có thể làm chu toàn ba điều trên, khiêm nhường với người, chịu thương chịu khó, kế thừa tế tự, thì tiếng thơm sẽ lan tỏa khắp trong ngoài, tiếng xấu không thể đến được nơi thân. Nếu không làm được vẹn toàn ba việc trên thì còn gì là tiếng thơm, tránh sao khỏi sự hổ thẹn bị người chê bỏ. Chương 2. Phu phụ, đạo vợ chồng. Đạo nghĩa vợ chồng là sự phối hợp âm dương, cảm ứng thần minh. Đây là đại đạo nghĩa trong trời đất, cũng là đạo lớn trong quan hệ nhân luân. Thế nên, chương đầu tiên của sách Lễ Ký xem trọng đến sự khác biệt về vai trò giữa nam và nữ. Bài thơ đầu tiên trong Kinh Thi là Quan Thư, cũng ngụ ý rằng vợ chồng nên có quan hệ tình nghĩa như đôi chim thư cưu, một đời trung thành với nhau. Từ những lời dạy trên có thể thấy, đạo vợ chồng là điểm khởi đầu của nhân luân, ngàn vạn lần không được xem nhẹ. Người làm chồng nếu như không có phẩm hạnh hiền đức thì sẽ không thể quản thúc được vợ. Vợ nếu như không phải là người hiền huệ thì cũng không thể phụng sự được chồng. Nếu như chồng không thể quản giáo được vợ thì sẽ mất đi sự uy nghiêm. Vợ nếu như chẳng thể phụng sự chồng thì đạo nghĩa cũng chẳng còn. Tác dụng của hai việc này là như nhau, thiếu đi một thứ cũng không được. Hãy nhìn những bậc quân tử xem trọng đạo đức hiện nay, biết phải quản giáo vợ cho tốt, không thể không giữ oai nghi của người làm chồng. Thế nên, họ thường xuyên dạy dỗ con trai trong gia đình đọc các sách xưa, kinh điển, truyện ký, dùng kinh nghiệm truyền lại trong các kinh điển mà kiểm điểm lời nói, hành vi, phẩm đức của mình. Nếu như trọng nam khinh nữ, không dùng những đạo lý trong kinh điển xưa để dạy dỗ con gái, thì phụ nữ sẽ không biết phụng sự chồng và lễ nghi chốn khuê môn. Chồng không thể không phụng sự, lễ nghi không thể không tuân giữ. Nếu như chỉ dạy con trai mà không dạy con gái, há
chẳng phải đã có sự thiên chấp không rõ lý rồi hay sao? Trong sách Lễ Ký có nói, con trai từ 8 tuổi trở đi thì phải dạy chúng đọc tụng kinh điển, truyện ký. Đến 15 tuổi thì dạy chúng chuyên chí vào học vấn để thành nhân. Nếu như có thể giáo dục con trai như thế, thì sao không thể dạy dỗ con gái như vậy chứ? Chương 3. Kính thuận. Một âm, một dương là đạo của trời đất. Tánh của âm và dương không đồng nhau. Người nam thuộc tính dương, người nữ thuộc tính âm. Hai tính âm dương không đồng nhau. Thế nên, phẩm hạnh giữa nam và nữ có sự khác biệt. Dương lấy cương làm đức tính của nó. Âm lấy nhu là tướng dụng của mình. Người nam lấy cương cường làm quý. Người nữ lấy nhu thuận làm mỹ đức. Thế nên, tục ngữ có câu: sanh con trai mạnh mẽ như sói mà sợ nó nhút nhát nhu nhược. Sanh con gái gan nhỏ như chuột mà sợ nó hung dữ như hổ. Đạo tu thân của người nữ không gì hơn chữ kính. Có thể chung sống với người can cường mà không xung đột, được lợi ích dài lâu, không gì hơn thực hành chữ thuận. Thế nên nói rằng, dùng lễ để hộ vệ chính mình, kính và thuận là hành vi chuẩn tắc quan trọng nhất của phụ nữ, cũng là sự bảo vệ lớn nhất của phụ nữ. Kính không có gì khác ngoài việc giữ được bền lâu. Thuận không có gì khác ngoài việc có thể khoan dụ. Thế nào là giữ được bền lâu? Chính là biết dừng lại, biết đủ, biết đủ thường vui, an với bổn phận. Thế nào là khoan dụ? Chính là biết khoan dung, cung kính, khiêm hạ. Tình yêu thương giữa vợ và chồng phải giữ được cho đến trọn đời. Vợ chồng chung sống với nhau dưới một mái nhà, lâu ngày chày tháng, sự thân mật đùa giỡn thái quá sẽ trở thành tâm khinh mạng. Nam mô A Di Đà Phật.